Phiên tối của ngày hôm nay em Thúy sẽ lên giới thiệu với các bác rất là nhiều mặt hàng quần đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768. Đấy. Và bên cơ sở nhà em này có nhận ship hàng toàn quốc nhá. Các bác mua càng nhiều giá càng yêu thương luôn. Em có con giò giò nhạn đang hoa chi chít này. Tối nay em sẽ lên em giới thiệu cho các bác vôi tím Myanmar này. Vôi tím Myanmar và các dòng loại dòng vũ nữ này. Các loại đai châu vân vân đang có tại vườn nhà em nhá. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng nữa, đó là vôi tím Myanmar nhá. Hay còn gọi là vôi Myanmar. Hàng này là nguồn gốc xuất xứ là hàng rừng của rừng Myanmar nha các bác nhá. Đây này, hàng này tình trạng là hết hoa rồi. Bây giờ nó đang lên mầm non nha các bác nhá. Đấy, mầm non đang lên chi chít này. Thân già, những cái thân này thân năm ngoái ra rồi nhá. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa cực kỳ là đẹp nhá. Và hoa rất là thơm nhá các bác nhá. Đấy, cái hàng này thì em cũng nói luôn là nếu mà các bác biết cách chăm sóc thì mình sẽ chơi được hoa Tết. Tầm tháng 10 dương, các bác ngắt nước đi, không tưới vào thân và lá nữa, mình chỉ tưới vào giá thể thôi, thì nó sẽ ra hoa Tết nhá. Như nhà em 2-3 năm vừa rồi là em được chơi hoa Tết đấy. Đấy, hoa thì thơm cực kỳ luôn. Các bác mà tưới, lúc các bác mà tưới vào thân và lá là hoa nó sẽ ra ít hoa này, nên chỉ ra kỳ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ không ra hoa đúng Tết như theo ý mình đâu nhá. Đấy, và 7 ngày đến 10 ngày các bác vẫn cho nó em ăn, em nó ăn dinh dưỡng cây, ăn dinh dưỡng một lần. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một bảng. Và em đi từ đơn từ 2 bảng trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 bảng, em sẽ miễn phí ship nhá. Đây, các bác lên mua 2 bảng về mình ốp vào nhau như thế này. Lúc có ra hoa nó sẽ ra một suối hoa luôn nhá. Và tình trạng là hàng này hàng mầm, giờ nó đang lên mầm non nhá. Khi cây nó, cây này các bác mà nuôi tốt, nó sẽ chiều cao, nó sẽ đạt dài độ khoảng 7-80, thậm chí là 1 mét nhá. Đây này, thân mẹ của nó đây này. Đấy, bao la bát ngát luôn. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đẹp lắm. Và đây em giới thiệu với các bác một mặt hàng nó cực kỳ yêu thương luôn. Đó là dáng hương lai đai châu nhá. Cái hàng này thì một năm nó có ít nhất là nó sẽ có 3 mùa hoa. Như hôm vừa rồi là nó vừa có một, vừa ra một vụ hoa, vừa hoa vừa tàn, nên cuống hoa cũ vẫn còn đây. Đấy, hoa này nở tại nhà em nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đây, bông hoa nở tại nhà em đây, em cho các bác xem nhá. Đấy, 5 cánh trắng họng tím nhá. Hoa nó thì thơm ơi là thơm, mà hoa cực kỳ là bền hoa lâu tàn nhá các bác nhá. Đấy, hoa thơm lắm. Bản lá to, dày. Đây, em cho các bác xem này. Đấy, hàng này các bác về để nguyên như vậy các bác trồng cũng được, hoặc các bác sang chậu đều được nhá. Có móc sẵn, treo sẵn rồi đây. Ở đây, một chậu như này em chia sẻ với các bác giá là 190.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên em miễn ship nhá. Vì các bác ơi, cái chậu này nó to cao lắm. Trông nó như vậy thôi nhưng mà nó to cao. Lá, bản lá cực dày luôn. Nhìn cái bản lá nó cũng phê luôn nhá các bác nhá. Này, bộ rễ cũng đáng yêu này. Hoa thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cây thực tế tại vườn nhà em đây nhá. Hoa cực kỳ là phê luôn. Như các bác nào mà hôm vừa rồi mua nhà em rồi đấy thì các bác biết đấy, em không phải quảng cáo nhiều. Đấy, bản lá phê chưa. Lá to dày, nó là dáng hương lai đai châu nhá. Đấy, lá xếp nhá. Trong bộ rễ nó cũng đáng yêu cơ các bác nhìn này. Đấy, và với cái dòng này này, đây các bác nhìn này, hóa trồng có chỉ cho một tí sơ dừa vào thôi. Dễ các bác lên để thoáng cho em nhá. Cánh tránh tình trạng là những cái loại này các bác cho về, các bác cho nhiều dễ và là cây nó sẽ bị thối dễ, nó phát triển không đều đâu. Và 7 đến 10 ngày các bác sẽ tưới cho em B1 này và phân bón lá nhá, thì cây nó sẽ cực kỳ phát triển luôn. Các bác nào và các bác nào có mình có thích chơi hoa ngay ấy thì các bác phun kích hoa cũng được.
Em vừa về được một lô cát nhá, cùng có 5-6 màu. Đấy, em quay thêm cho các bác xem. Có cái chậu thì có cái loại là nhiều thân, loại ít thân, nó phụ thuộc vào màu hoa nhá. Đống nào em để riêng ra đống đấy rồi đây. Nhà vườn họ đánh dấu màu, họ để riêng ra, em cũng để riêng ra để cho khách lựa chọn đây nhá. Em về được mấy màu này. Màu thứ nhất này. Đấy, em cho các bác xem một qua một số mặt hoa đây nhá. Có cây, có mèo, có cây chưa có mèo nhá các bác nhá. Cam này, đỏ, vàng. Đấy, tím, trắng. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 300.000 ba chậu như thế này. Em bao ship về tận nhà cho các bác nhá. Chậu nhiều thân hay chậu ít thân thì nó phụ thuộc vào màu hoa nha các bác nhá. Đây là ví dụ, đây là một màu hoa này. Đây là màu đỏ này. Màu đỏ thì nó sẽ ít thân này. Đấy. Đây em quay tiếp cho các bác xem. Màu cam này. Màu cam này nhiều thân này. Đấy. Vàng này. Tím này, có cây có nụ tím đỏ này. Có cây có nụ gì nhá. Em bán hàng là bán hàng chưa có nụ nha các bác nhá. Đây là chẳng qua có một ít cây có nụ thì em mới có nụ có hoa, em để em làm mẫu cho các bác xem thôi. 300.000. Ba chậu em bao ship. Và đây là cái lô nhạn VIP nhà em vừa cập bến nha các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm. Hàng trồng thuần rồi ở trên bảng gỗ nha các bác nhá. Đây em cho các bác xem mặt hoa thực tế đây. Hoa nở tại nhà vườn nhà em đây. Đây. Thơm lắm. Đứng đây mà rứt hết cả mũi luôn các bác ạ. Đây này. Đấy. Thơm cực kỳ luôn. Em cho các bác xem mặt hoa thực tế đi nhá. Ở bên ngoài màu hoa nó còn đậm hơn nhá. Đây này, cái bông này chưa nở hết đây này này. Đấy. Đây và em cho các bác xem cây thực tế đây nhá. Một bảng. Cái này trồng thuần ở trên bảng gỗ rồi. Một bảng nó trung bình nó có hai cây. Hàng lá xếp mít nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 200.000 một bảng. Và em đi đơn từ hai bảng trở lên. Khi các bác mua 3 bảng thì em sẽ miễn phí ship nhá các bác nhá. Đấy. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ chăm bón. Và hoa nó nở rải rác từ bây giờ cho đến tháng 10. Thậm chí là đến tháng 12 dương lịch nhá các bác nhá. Hàng này là hàng nhạn Thái chứ không phải là hàng nhạn rừng nhá các bác nhá. Cho nên là hoa nó không cố định vào tháng mấy. Đấy. Đẹp mướt mát luôn. Này có cái móc treo sẵn rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái cho nó dưỡng, ăn dưỡng chất một lần nhá. Nó như người ấy, mình phải ăn tôm, ăn thịt, ăn cá, nó đủ chất nó mới, cây nó mới phát triển được. Đấy, bộ rễ đáng yêu chưa. Này các bác nhìn này, bao la bát ngát luôn nhá. Siêu thơm luôn, phải nói là siêu thơm luôn ấy. Thơm cực kỳ là thơm luôn. Các bác nào mà đứng ở gần đây đến đây nhà em mà xem này. Thơm rứt hết, hết cả mũi luôn. Đúng vậy đó nào. Cái khuôn, cái cánh bông nó rất là tròn luôn nhá. Đấy, tròn này. Đấy. 200.000 một bảng có 2 cây nha các bác nhá. Em giới thiệu tiếp với các bác mặt hàng nữa, đó là cửu bảo tiên nhá. Hay còn gọi là cái tên khoa học nó gọi là Nodensia nhá. Đấy. Hàng này hàng hoa hè nha các bác nhá. Hoa nó sẽ nở từ tháng 6 cho đến tháng 10. Đây, hàng lá xếp nhá. Hàng này hàng giống nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Mặt hoa này em thực chụp thực tế ở bên vườn bên Thái nhá. Đấy. Mặt hoa này, thực tế ở bên Thái này. Hoa tím đỏ nhá. Tím đỏ, màu hoa cực kỳ thơm. Đây em chụp ở bên vườn bên Thái đây các bác nhìn đây. Đấy. Em chụp với chủ vườn đây này. Đấy. Hàng thực tế, hoa thực tế đâu luôn đây. Đấy. Hoa siêu thơm luôn. Em cho các bác xem một số mặt hoa. Đây này, em chụp ở bên Thái đây. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Khi các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Bộ rễ siêu đáng yêu chưa? Cửu bảo tiên nhá. Hàng hoa hè. Đấy. Hàng này hàng cây giống nhá các bác nhá. Hoa nó sẽ ra từ tháng 6 cho đến tháng 10.
3 chậu miễn ship cho các bác. Tiếp em giới thiệu tiếp cho các bác đây. Đây là một cái dòng lan Bát Bảo Tiên Lai Hoàng Nhạn nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem này. Nói về cái hương thơm thì cực kỳ thơm. Bát Bảo Tiên đã thơm, Hoàng Nhạn cũng thơm. Hai cái đấy kết hợp với nhau cực kỳ thơm. Được người Thái Lan người ta lai tạo ra nhá. Hàng này hàng Thái nha các bác nhá. Siêu đáng yêu, các bác nhìn bộ rễ đáng yêu chưa. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa thực tế. Cái cây này em đã trồng thuần tại nhà em này. Tại vì em thấy nước hương nó quá thơm, quá đẹp. Năm ngoái đã nở hoa rồi, năm nay nó cũng nở hoa này. Cho nên là em đi em nhập về em chia sẻ để các bác, để mọi người cùng thưởng thức hoa đẹp hương thơm. Cái hàng này thì em trồng từ năm ngoái cho năm nay nó mới ra hoa sớm như thế này. Chứ còn cái hoa của nó sẽ nở rải rác từ bây giờ cho đến tháng 12 nhá. Bác nào mà thích chơi hoa ấy thì mình kích hoa sớm. Đây, bác nào ở gần nhà thì đến nhà em cho thưởng thức cái hương thơm. Xem em nói có đúng không? Hoa cực thơm, mà màu hoa ở bên ngoài nó đẹp hơn ở bên trong ảnh nhá. Nó đậm đà hơn. Cánh cực kỳ tròn nhá. Đấy, cánh cực kỳ tròn. Đây có một cái cây trong cái lô hàng này, có một cái cây hoa nó ra hoa mẫu này. Thì em cứ để đây ha, em không bán nhá. Và em bán cho các bác cái hàng là hàng chưa hoa nhá. Hàng này hàng chưa hoa. Bác nào về thích chơi hoa sớm thì mình cứ kích này. Thi thoảng có cây nó có con, nhưng mà em để em, bác nào mua nhiều thì em sẽ chuyển cho các bác nhá. Và đặc biệt là cái cây này thi thoảng cái lá chân nó như thế, sẽ bị như thế này. Chứ em không đảm bảo được lá chân đâu, nó sẽ bị hơi bị vàng vàng và nó hơi bị khiếm khuyết một chút nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một em. Và em đi đơn từ 2 em trở lên. Đấy, các bác nào mua 3 em thì em sẽ bao ship nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Yêu chưa? Cái hàng này thì nó vận chuyển, cái lá nó rất là giòn, nó vận chuyển nó sẽ hơi khó một tí. Thì thi thoảng nó có một tí nó xước xước. Thì các bác cứ hoan hỉ giúp em. Đây, bác nào mà mua nhiều ấy, em sẽ để cho các bác cái cây nó đẻ con. Mà nó đã đẻ con bao giờ nó cũng đẻ 2-3 con trở lên nhá. Siêu đáng yêu luôn. Mà dáng cực kỳ đáng yêu. Hoa đây thì bảo hành là thơm, được người Thái Lan người ta lai tạo nhá. Thơm lắm. Em giới thiệu tiếp lên các bác một cái dòng Denso vàng kim cương mắt đỏ nhá các bác nhá. Hàng là giờ đang tuyệt đẹp luôn. Mầm non đang lên chi chít này. Thân tròn nhá. Thân tròn mập ú luôn. Đấy. Đấy các bác ơi, đẹp lắm, hàng em đang treo nhà em nắng này trông nó rọi và trông nó không nhìn rõ. Đối với cái hàng này thì các bác, em hướng dẫn các bác chăm sóc này. Hàng này trồng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đấy, hàng này và hàng này hàng em kỳ nhá, cho nên là chuẩn mặt hoa nha các bác nhá. Hàng trồng thuần rồi, các bác về chỉ việc treo chơi thôi. Và cái hàng này hoa nó sẽ ra chuẩn Tết. Các bác tưới chăm sóc bình thường, sang bắt đầu đến tháng 12 dương lịch thì các bác cắt nước cho em. Các bác chỉ tưới vào phần rễ cây thôi. Các bác đừng tưới vào thân và lá nhá. Các bác tưới nhiều vào thân và lá thì nó sẽ ra kỳ ở cây thân lá này. Nó không ra hoa cho các bác chơi đâu nhá. Đấy, em giới thiệu qua như vậy. Đây, và em cho các bác xem thực tế đây. Một chậu của nhà em như thế này đây. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu yêu thương luôn. Đây nhá, em cho các bác xem mặt hoa này. Cánh vàng mắt đỏ nhá. Bao chuẩn mặt hoa cho các bác này. Mùi thơm thì cực kỳ là quyến rũ luôn. Đấy. Một chậu như thế này em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên là 260.000. Em sẽ bao ship cho các bác nhá. Bao ship tận giường này. Đấy. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì em cứ gửi một chậu. Còn bình thường là các bác cứ mua hai cái này không thì em cứ đi. À, các bác mua một mình Denso này em cứ đi từ 2 chậu trở lên. Giá là 260.000 2 chậu bao ship. Đấy, những cái shop khác người ta đang bán 160, 170, 180 một chậu đấy. Nhưng riêng hàng nhà em bán có 130 đi. Mà em 2 chậu em lại còn bao ship nha các bác nhá. Chuẩn thân tròn mập bú này. Đấy. Bao la bao ngát luôn nha các bác nhá. Em vừa cập bến được một mặt hàng vũ nữ nhá. Siêu thơm luôn. Vũ nữ anh đào nhá các bác nhá. Đây này. Các bác nhìn này. Chậu đáng yêu lắm. Hàng này là tình trạng là có cây có nụ, có cây đang sưng nụ nhá các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa này. Đó, em tỉ.
Đây, mặt hoa của Vũ Nữ Anh Đào đây. Cái hàng này hoa nó sẽ nở quanh năm nhá. Hết đợt này đến đợt khác. Đây, đây này em chưa quay cho các bác, cây này đang có nụ này. Và một số cây sưng nụ nhá. Trong một chậu nó có rất là nhiều giả hành. Đấy. Cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em. Đấy, sang chậu để cho cây đơn, nó có chỗ, có đất để phát triển nhá. Chậu các bác trồng bằng gì? Bằng sơ dừa và vỏ thông nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy. Các bác ơi, cái hàng này này thì nó có cái đặc biệt là rất là nhiều thân. Thế nhưng mà ở trong bên Thái họ trồng một cái chậu nhỏ để cho vận chuyển nó cước nó nhẹ đi. Chứ còn so với cái hàng Lâm Đồng, trồng tại Lâm Đồng thì thân nó nhiều hơn. Chỉ kém mỗi cái chậu bé thôi. Đấy. Về các bác sang chậu là nó sẽ hoành tráng. Chị cầm cho em cái chậu. Cái chậu này. Đây đây đây, đây đây, cái chậu này này. Thì thả một cây vào chậu cho em. Đấy. Đấy các bác nhìn này, nó có khác gì đâu. Đấy, thả nó vào chậu này nó không khác một tí gì luôn. Đấy, cây nó còn chậu nữa, cây nó còn to hơn, hoành tráng hơn nhá. Đấy. Đấy, em cho các bác xem nhá. Đấy, giá nhà em nhập đó là siêu yêu thương luôn. Cực kỳ là nhiều thân luôn này. Nụ nó đang lên ở trên, đang mọc ở trên lách lá rất là nhiều luôn nhá. Nó mọc ở những cái kẽ này này. Đây này, nụ này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Vũ Nữ Anh Đào nhá. Dòng hoa thơm nổi tiếng luôn. Đây này, các bác nhìn này, nụ này. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Quay cái chỗ này nó hơi bị sấp bóng. Hải yến lá xếp của nhà em đang có nụ nha các bác nhá. Này, em cho các bác xem này. Cây giờ đang sưng nụ này. Đây này, đấy. Hầu như là cây nào cũng có, đang có nụ nhá. Cây này đang sưng hai nụ này. Trung bình một chậu của nó có từ 2 cây trở lên nhá. Đấy. Và cái dòng cây này là dòng cây bé bé xinh xinh nha các bác nhá. Các bác nhìn tay em này. Đấy. Chứ không phải to khổng lồ đâu các bác nhá. Đấy, lá xếp này. Nói về cái dòng hoa hải yến thì hoa siêu thơm luôn. Thơm cho gọi là một cái bông hoa nó ra mà thơm cực kỳ là thơm luôn. Như các bác nào mua nhà em năm trước thì các bác biết rồi đấy. Nó sẽ có 3 mặt hoa. Mặt hoa màu xanh này. Đấy. Màu tím này. Và mặt hoa màu hồng nữa nha các bác nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu thì em sẽ miễn phí ship. Đấy. Còn bác nào mà ghép đơn thì một chậu em cũng vẫn gửi nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Đây các bác nhìn này. Bộ rễ các bác nhìn cũng thấy đáng yêu nhá. Đây, này, các bác nhìn này. Hàng này hàng rễ gió nhá. Về thì các bác để nguyên như vậy các bác treo cũng được. Hoặc là các bác sang cho em cái chậu mới. Cái giá thể thì mình cho ít giá thể thôi. Cho vài miếng vỏ thông thôi. Vỏ thông to to chứ. Tại vì cái hàng này là dòng rễ gió nhá. Các bác cho nhiều giá thể vào là nó sẽ thối rễ. Cây nó không phát triển được đâu. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón lá hoặc là cái dinh dưỡng cho cây một lần nhá. Đấy. Siêu đẹp, hoa thơm lắm. Các bác mua về bây giờ mấy nữa các bác được vừa được ngắm hoa này. Các bác vừa được hưởng cái mùi thơm của nó nhá. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng nữa đó là Nữ Hoàng Bóng Đêm nhá. Này. Tình trạng là có cây đang có hoa và có cây đang lên nụ nhá. Nói tóm lại là em bán hàng không hoa đi cho nó dễ. Trên một chậu nó rất là có nhiều giả, rất nhiều giả hành nhá. Đây này, nó như được cái kiểu cây hành của mình ấy. Về cái những cái hàng này này, về các bác lên sang chậu cho em, trồng sang chậu mới thì cho đất nó có phát triển này, như cuống hoa cũ từ năm trước này, nhiều chi chít luôn. Cái hàng này Nữ Hoàng Bóng Đêm thì nó nổi hương, nó tỏa về đêm cho nên là người ta mới mệnh danh là thuộc dòng Nữ Hoàng của Bóng Đêm nhá. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 100.000 một chậu như thế này. Siêu nhiều giả hành. Trong trường hợp các bác mua 3 chậu em miễn phí ship và em đi đơn từ 2 chậu trở lên. Các bác mua 2 chậu thì vẫn cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nhá. Siêu thơm luôn này. Ban ngày nó còn thơm như vậy, đêm nó còn thơm hơn nữa các bác ạ. Đấy.
Nữ hoàng bóng đêm. Này có cây nó đang có nụ này. Mùa này bắt đầu nó ấy này này, nụ này này các bác nhìn này. Nhưng mà em bán hàng không nụ không hoa cho nó dễ nhá. Tại vì nó như chẳng em nó nhiều rồi, nó nhìn như này nhìn nó khó nhìn lắm. Em không thể chọn được về các bác để bảo là sao bảo có nụ mà không có nụ, nhưng hầu như là nó có nhá. Nó không lên sớm thì nó sẽ lên muộn nhá các bác nhá. Đây là một cái dòng hoa lan sơn thủy tiên nha các bác nhá. Chuẩn sơn thủy tiên cho các bác này. Các bác biết làm sao chuẩn không? Các bác nhìn cái bông hoa này, cái củ này, củ dài này, cần hoa rất dài nhá. Nó có một số cây nó đã có hoa béo bói rồi. Mặt hoa thực tế đây các bác nhá. Siêu đáng yêu nên hoa thơm lắm. Môi tuyết này, các bác nhìn này, tuyết ở trong môi nó như là nhung như này. Đấy. Các bác nhìn thấy chưa? Tay em bẩn quá, đây vào đây trông nó xấu quá đi. Đấy, môi nhung này. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác này. Có cây nó đang sưng nụ, có cây nó chưa lên, chưa sưng nụ nhá. Em chia sẻ với các bác giá là 150.000 một chậu. Và em đi đơn từ 2 chậu trở lên nhá. Các bác mua 3 chậu thì em bao ship. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em sẽ đi 1 chậu. Đấy, 1 chậu nó sẽ có rất là nhiều thân. Chuẩn bảo hành sơn thủy tiên cho các bác nhá. Đấy, và cái đặc biệt này có cái sơn thủy tiên này thi thoảng lá nó có bị chấm chấm nên là hàng rừng nó như vậy nhá. Nó không sao đâu các bác nhá. Đây này, cây nó đang sưng nụ này. Đấy. Một số cây nó đã ra nụ rồi, hàng em trồng thuần rồi về. Các bác chỉ việc treo chơi thôi. Bác nào mà chưa có móc thì cứ nói em sẽ gửi tặng móc cho các bác nhá. Đấy. 150.000 một em. 3 em bao ship, và nếu mà các bác đi đơn từ 2 em thì là 300.000 cộng với 30.000 tiền ship nhá. Sơn thủy tiên này, nụ đang sưng lên chi chít luôn. Một mặt hàng nữa em mới muốn giới thiệu đến các bác, đó là Vanda lá sét nha các bác nhá. Rồi các bác nhìn thấy bộ rễ siêu đáng yêu chưa? Đẹp lắm cơ. Cái hàng Vanda này hoa nó sẽ nở quanh năm. Một năm ít nhất là nó sẽ có 3 mùa hoa. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác nhá. Và cái hàng này là hàng lá sét của nhà em nhá. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa này. Hồng này, đốm này, đỏ này, tím này, xanh blue này, báo gấm này. Đây là ảnh nhà em đang đứng ở bên Thái, vườn bên Thái đây này các bác nhìn này. Đấy. Hoa cực kỳ là đẹp luôn, rất là nhiều màu sắc. Màu sắc rất là phong phú, hoa thơm lâu tàn nha các bác nhá. Một chậu như thế này nó có sẽ có trung bình từ 2 cây trở lên. Đấy. Nó sẽ có từ 2 cây trở lên. Em chia sẻ với các bác giá là 120.000 một chậu. Và em đi đơn từ 3 chậu. 3 chậu em sẽ bao ship. Ví dụ 3 chậu như thế này. Đây. Siêu đáng yêu luôn nhá. Đấy, 3 chậu lá xếp về chậu trung bình có từ 2 cây trở lên nhá. Em sẽ đi đơn từ 3 chậu trở lên, em để cho các bác giá. Có chậu 2 cây, có chậu 3 cây, nhưng em đi đơn em cứ nói là cái sơ gì của nó là từ 2 cây trở lên thôi. Hàng lá xếp này, em bán 360.000 3 chậu bao ship nhá. Đấy. Siêu đáng yêu luôn. Bộ rễ của nó cũng đáng yêu. Cái hàng này thì về các bác chỉ việc treo chơi thôi nhá. Thuần sẵn hết rồi. Vanda lá xếp. Đấy. Các bác nhìn lá nó xếp này. Và một có điều lưu ý nhỏ nhỏ để cái hàng này lá nó sẽ rất là giòn. Trong quá trình vận chuyển chẳng may nó có bị xước nhẹ một chút hoặc nó hơi bị nứt ra một tí thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Cái này em đóng cẩn thận cực kỳ, nhưng mà chẳng may đấy. Đấy, em nói là chẳng may thôi. Hàng này cực kỳ là dễ trồng, dễ chăm sóc luôn. 5 đến 10 ngày các bác tưới cho em cái B1 hoặc dưỡng chẵn chất cho cây một lần nhá.